Em Thảo xin kính chúc cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc, luôn bình an và sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp ạ. Em Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Và anh chị em để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087 là 3 số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị có thể kết nối. Và ngày hôm nay gia đình em đang trên đường về rất nhiều mặt hàng nữa. Và khi mà về thì gia đình em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà. Và hiện tại thì gia đình em vẫn chưa làm hàng dừng bởi vì là thời tiết bây giờ rất là nóng. Và khi mà em gửi cho cả nhà thì nó dễ là bị trột, bị ủng cây và dẫn đến là cây của mình nó không được đẹp. Nên là rơi vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9 âm lịch thì gia đình em sẽ về rất nhiều mặt hàng dừng để phục vụ quý anh chị em ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay đến giới thiệu cả nhà một số mặt hàng nhé. Và hiện tại thì em Thảo đang trên đường về rất là nhiều mặt hoa mới như là phi điệp núi chúa, phi điệp rất nhiều hồng yên thủy, cây rất là lớn này, rất là nhiều những cái dòng hoa khác nữa. Thì khi mà em về thì em sẽ quay và giới thiệu đến cả nhà. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa trầm trắng hàng rừng gieo hạt của gia đình em vừa mới về. Và trầm nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất đúng không ạ? Nếu mà anh chị em mà đã từng chơi hoa lan thì trầm bạch tuyết này, trầm trắng này là không thể thiếu trong bộ sưu tập của chúng ta đúng không ạ? Mặt bông trắng muốt, bông rất là xinh và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và ngày hôm nay em có quay 13 hình để cho cô chú anh chị có thể lựa chọn. Và hôm vừa rồi thì em cũng có về một ít, nhưng mà hôm nay em lại vừa mới bổ sung thêm, cũng không có nhiều. Nên là anh chị em nào mà nhìn thấy video của em Thảo thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo luôn nhé. Và đây chính là cây số 1, gồm có 2 thân. Một cây của nó dài khoảng 21cm, một cây nó dài 12cm. Như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đó, cây số 1 bán rất là mềm, 230.000 cây số 1. Đấy. Và cây số 2 cao khoảng 19cm. Đấy, có rất là xinh xắn đúng không ạ? Em bán là 200.000 cây số 2. Đó, cái lá của nó là nó cái này thôi, nó không bị làm sao hết nhá. Và cây số 3 cao khoảng 20cm. Cây của nó rất là đẹp này. Đó, em bán với giá là 210.000. Cây số 4 cao khoảng 24cm. Em bán là 220.000 cây số 4. Đây ạ. Đó. Và tiếp theo cây số 5 200.000, cây cao khoảng 22cm. Cây số 5 nhé cả nhà nhé. Đó, tại vì em quay như này để cho nhanh hơn, vì nhiều anh chị em nói là em Thảo quay rườm rà quá, nên là em sẽ quay một cách nhanh hơn ha. Cây số 6 này, cây số 6 này cây cũng mập, cũng có hai thân, cũng có hai thân này. Đó, cây cây nhỏ con này. Và cây này cũng không cao lắm đâu. Cây nó ra cao khoảng tầm 20, khoảng tầm 17cm thôi. Đây ạ, đó. Cây số 6 là 215.000. Cây số 7 này, cây số 7 gồm có một thân. Một thân cao khoảng tầm 20cm và cũng có hai thân bé con như thế này, khoảng tầm 2 đến 3cm nữa nhá. Cây số 7 này em bán là 230.000. Cây số 8 này là 200.000. Đó, cây số 8 cao là 20cm. Đó, cây số 8 200.000. Đó. Và cây số 9 này. Cây số 9 là 180.000. Đó. Em sẽ không quay chi tiết nữa bởi vì là quay chi tiết thì nó lâu quá. Cao 17cm. Cây số 10 em bán 180.000 này. Đấy, em sẽ đo xem là cây nào cao khoảng bao nhiêu. Cây này cao 15cm nhá cả nhà nhá. 15cm, cây số 10 là 180.000. Cây số 11 là 210.000. Cây này chắc cao khoảng tầm hơn 20cm đấy. 21cm. Cây số 11 nhá. Cây số 12. Cây số 12 là 14cm và gồm có hai thân này. Ồ, thân này đã bị hỏng này, đã bị mất ngọn rồi. Đó, cây này em sẽ không bán 200 đâu mà bán 180.000 thôi nhá, cây số 12. Cây số 13 em bán là 210.000, cây này cũng rất là mập và xinh nhá. Đây này, 20cm. Đó. Và đây ạ, đây chính là tổng thể, chính là trầm trắng hay gọi là trầm bạch tuyết nhá. Gồm có 13 hình như em vừa mới quay nhanh, cao khoảng từ 15 cho đến 23cm. Em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là phi điệp hồng xòe hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, hồng xòe là một trong những cái dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp. Và không chỉ nói về mặt bông thôi mà chúng ta chỉ nhìn vào cái cây của nó thôi này,
Đó, lá mít tròn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, hồng xòe. Đấy. Và mỗi một cây của nó dày khoảng từ 18 cho đến 22 cm. Cây của nó cũng không quá là dài đâu. Rất là đẹp và cây của nó đang đi ngọn rất là khỏe. Lá mít này. Đấy. Và đây, hôm nay em Thảo lấy về 15 cây để em Thảo ghép vào cái lũa. Tuy nhiên rằng là hôm nay có một chú ấy đi từ Hưng Yên lên và chú ấy thấy cái lũa đẹp quá nên là chú ấy đã lấy về rồi. Vì tiện là có xe ô tô ấy nên là chú ấy lấy lên xe ô tô và đem về rồi. Và hiện tại thì em vẫn chưa tìm được lũa để ghép nên là em sẽ bán để giao lưu với cả nhà. Và riêng cái dòng hoa này thì là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Cây mẹ rất là xinh, hàng gieo hạt này này. Đây. Em chọn những cây rất là đều luôn. Đó, có 15 cây thôi. Em bán giao lưu với cả nhà. Hồng xòe gieo hạt. Đấy, nói chung là em thì chưa biết là mặt bông của nó sẽ sổ ra như thế nào. Tuy nhiên rằng là riêng nhìn cái thân thôi ạ. Gia đình em Thảo phun nước vô trong mà. Nên là nó hơi trắng phớ một chút. Nhìn cái thân thôi là rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Đây, cây của nó không quá là dai. Nhưng mà cái cây này thì chúng ta trồng nó lớn nhanh lắm. Và riêng cái hàng gieo hạt thì chúng ta cách khoảng 2 đến 3 ngày chúng ta mới tưới một lần nhé cả nhà nhé. Chúng ta sẽ không tưới trực tiếp lên ngọn mà chúng ta sẽ tưới ở dưới gốc luôn. Đó, trong lúc mà chúng ta mới chăm sóc ấy. Đó. Và đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Đã vừa mới về hàng sau bao nhiêu sự chờ đợi đúng không ạ? Và như cả nhà đã biết rồi, phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ có mặt bông mẹ rất là đẹp. Và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Và giờ đây gia đình em vừa mới về hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cây nhìn này nhà chúng ta chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể mua 5 6 chậu về chúng ta đặt vào trong một chậu thì nó sẽ rất đẹp đúng không ạ? Đấy như cả nhà nhìn này, cây rất là xinh. Đó. Và bình thường em bán là 280.000 một chậu đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán rất là mềm luôn ạ. 260.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 250.000. Đấy. Cây mà nó xinh như này thì tốt nhất chúng ta nên mua 2 chậu. Để chúng ta trồng vào một trong cái giỏ thì nó sẽ xinh hơn đúng không ạ? Từ 2 chậu trở lên. Và mỗi một thân của nó sẽ rơi vào khoảng từ 18 cho đến 20 cm. Và mỗi một chậu gồm có 2 thân. Đó, và là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo bán cũng rất là mềm ạ, bán chỉ có 260.000 thôi. Bình thường em bán từ 208 cho đến 320, 350 đúng không ạ? Ngày hôm nay bán giá mềm hơn, cây lại xinh hơn đúng không ạ? Đấy, nên là anh chị em nào mà đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo. Và nếu mà gọi điện mà không được thì có thể nhắn tin. Bởi vì là rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến cho em Thảo và đặt hàng. Tuy nhiên rằng là máy bận thì có thể nhắn tin cho em thì em sẽ check một cách nhanh nhất đúng không ạ? Đây này, đấy, em đo cho cả nhà xem này. Đó, có cây thấp hơn, có cây cao hơn này. Đấy, mỗi một chậu rơi vào khoảng từ 18 đến 25 cm. Đó, rất là đẹp. Là vì là trời mưa của gia đình em Thảo trên Lạng Sơn mưa nên là gia đình em đã cất vào trong trong này để cho thoáng hơn và nó sẽ cắt nước để em gửi cho cả nhà đấy ạ. Và em xin giới thiệu cả nhà đó chính là một cái dòng hoa trầm. Và trầm nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất, thơm nhất và xinh nhất đúng không ạ? Nếu mà anh chị em nào mà đã từng chơi hoa lan thì hoa trầm năm cánh trắng này thì không thể thiếu trong bộ sưu tập của mình đúng không ạ? Riêng đối với trầm năm cánh trắng này, gia đình em bán giá cũng rất là mềm ạ. Nếu mà anh chị em để ý ở trên thị trường thì người ta bán khoảng từ 250 cho đến 350 một chậu như thế này. Như em Thảo đang cầm này đây. Và giờ đây thì em Thảo bán giá cực kỳ là mềm bởi vì em Thảo chạy số lượng. Em bán với giá là 200.000 một chậu. Mua 2 chậu thì em bán 350 nhá. Đó, đây ạ. Đấy. Trầm năm cánh trắng như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây chính là mặt bông của nó rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đấy. Và nếu mà anh chị em nào mà đã yêu mến trầm rồi thì hãy sưu tầm cho mình một giò. Chúng ta có thể mua 2-3 giò và chúng ta trồng vào một chậu để cho nó to, nó đẹp hơn. Và nở nó sẽ rất tưng bừng luôn đấy ạ. Đấy. Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Và nù tam bố cây của nó cao. Đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu. Cao khoảng từ 2 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó, cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ.
Nó có thể bằng ngón tay út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó, nụ tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây. Và đây chính là đai châu hay gọi là ngọc điểm hay gọi là nghinh xuân đúng không ạ? Đây là con đai châu màu hồng cánh sen của gia đình em. Và em có phun nước vôi trong, em còn hơi trắng trắng nhé cả nhà nhé. Đấy, à, khoảng từ 9 cho đến 11 lá, 10 lá rồi. Đó, cây này là lá xếp rụt rịt đúng không ạ? Riêng đối với đai châu thì nó càng xếp càng rụt rịt thì nó lại càng có giá trị đúng không ạ? Đây này, nhìn này. Đấy. Và à, cái màu hồng này thì là một trong những cái màu không có nhiều ở trên thị trường và là cái màu VIP, giống như lá phi điệp có kỳ chỉ 50.000, có kỳ cũng rơi vào khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu đúng không ạ? Hoặc là à, có kỳ thậm chí là theo cm là 10 triệu trên 1 cm luôn đúng không ạ? Và đai châu cũng vậy, gia đình em Thảo luôn cung cấp cho anh chị em những cái cây đai châu biết màu và những cái màu thực sự là rất là hot và rất là ít và rất là đẹp cho anh chị em cùng sưu tâm. Đó, mỗi bình thường em bán là 380.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có mấy cây em bán với giá là 350.000. Cây nó không quá là to nhé, nên anh chị em nào mà yêu cầu to thì em Thảo không có. Đấy, em Thảo chỉ có những cái cây nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà nó cái màu rất đẹp, rất là VIP ạ. Đó, 350.000 một cây đai châu hồng cánh sen nhá. Và ngày hôm nay em chỉ còn có một vài chậu đùi gà 5 cánh trắng ngọc nữ của gia đình em Thảo. Có mặt bông trắng tinh, lưỡi tím, là một cái dòng hoa rất là thơm. Thơm một cách dịu dàng và nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Và nó họ hàng với Denzo nên nhìn cái thân của nó hơi giống với Denzo. Và cái dòng hoa này thì cực kỳ là dễ chăm sóc. Riêng cá nhân em Thảo thì em Thảo rất là thích cái dòng hoa này. Kể cả mặt bông lẫn hương thơm, nó không hề giống một cái dòng hoa lan nào khác mà nó rất là nhẹ nhàng, rất là trầm lắng đúng không ạ? Đấy, em mỗi một chậu gồm có 1 đến 2 thân tơ như em đang cầm ở trên tay này. Cao được khoảng từ 12 cho đến 14 cm, không có cao quá đâu ạ. 2 cho đến 3 thân tơ thôi. Em bán giá thanh lý ngày hôm nay là 250.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Em còn có mấy chậu nên là em thanh lý. Nên anh chị em nào mà mến thì em sẽ gửi cho cả nhà nhá. Và em xin giới thiệu cả nhà, đây chính là cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích. Em bán với giá là 315.000 một cây. Đó, mỗi một cây gồm có một thân như thế này, cao khoảng từ 25 cho đến 32 cm. Đó, có cây nó thấp hơn một chút xíu này. Đó, cây hàng lá mít nhựa rất là đẹp đúng không ạ? Đây là lá mít nhựa đấy ạ. Đấy, rất là xinh. Và có mặt bông mẹ rất là đẹp. Và đây là hàng gieo hạt, nên là tỷ lệ giống mẹ của nó chỉ được khoảng tầm 50-60% thôi. Và đây là một cái dòng phi điệp rất là khỏe, rất là đáng để sưu tầm. Nếu mà chúng ta chỉ chơi thân thôi thì thực sự là cái dòng hoa này rất là đáng để chúng ta chơi thân đúng không ạ? Cây phi điệp lá mít nhựa rất là xinh. Đó, em bán với giá là 315.000 một cây và hai cây là 600.000 nhé cả nhà nhé. Cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo nhé. Và đây chính là giả hạc Đắc Lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Giả hạc Đắc Lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc Đắc Lây nhá. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Cây của nó cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây, đây chính là cây 5 cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đây ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này khoảng từ 6 cho đến 8 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu thì gồm có 1 đến 2 thân. Đấy. À, cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu. Mắt nai nhé cả nhà nhé. 5 cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Và hiện tại thì gia đình em còn có khoảng tầm 6 chậu kiếm nữa em sẽ thanh lý với giá rất là mềm nhá. Bình thường em bán là 380.000 một chậu, ngày hôm nay em thanh lý chỉ có lá 300.000 một chậu thôi. Đó, tất cả những cái chậu đều có thân này, thân tơ nó đang mọc này. Đó, rất là khỏe đúng không ạ? Nhìn rất là xinh luôn. Cây nó dài khoảng tầm 40 đến 60 cm. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Và cây này, cây nào nó cũng có cái mầm này. Xinh không ạ? Đó, cây nào cũng có luôn nhá. Đấy, đây này. Đang có đẻ nhá. Và người ta ví là nuôi kiếm thì giống như là nuôi một con lợn nái ở trong nhà đúng không ạ? Nó đẻ rất là nhanh.
Đó, đẻ rất là nhanh và mặt bông cũng rất là xinh nữa. Và cái bông của cái con kiếm này ấy, thì nó là lưỡi trắng này. Đó, kẻ ở trên cánh đường, kẻ đỏ rất đẹp đúng không ạ? Ở trên cánh đấy ạ. Hoa của nó thơm, ngầm hoa dài và rất là nhanh có con và cực kỳ lá. Cái dòng này cũng cho hoa nữa. Đó, dòng kiếm thì khỏe phải biết rồi. Đó, em Thanh Lý với giá là 300.000 một chậu. Kiếm Philip ạ. Và em xin giới thiệu đến cả nhà, đó chính là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó chính là cây đai châu. Đây là cây đai châu màu blue tím xanh. Và cái màu này thì có thể nói là gia đình em cái đợt vừa rồi mới lấy hàng về để em xem là cái lượng khách hàng sẽ ưng cái mặt bông nào. Thì em phát hiện ra đó chính là nhiều cô chú anh chị sưu tầm cái màu này rất là nhiều. Đó, và cái cây này là cái dòng đai châu họ đã like với cây Vanda nhé cả nhà nhé. Ở bên Thái họ đã like với cây Vanda để tạo ra một cái dòng đai châu vừa có rễ gió của nó này, rất là xinh. Và thứ hai nữa, nhìn cái dáng của nó này, nó vẫn là dáng đai châu nhưng mà nó vẫn có like một chút của cây Vanda, rất là đẹp. Đó, cây này mà chúng ta chơi thân thôi thì cực kỳ là đẹp luôn, được không ạ? Màu thì cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó, em bán với giá là bình thường em bán là 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay em chỉ bán 230 thôi. Đó, anh chị em nào mến thì có thể sưu tầm nhá. Và cái rễ của nó đây ạ. Và gia đình em bỏ ở trong gia đình của trong nhà bởi vì lá trời mưa. Đó, em phải cắt nước để em gửi cho cả nhà thì sẽ khô ráo hơn đúng không ạ? Đấy. Và đây khi cả nhà đang nhìn đây chính là cây đai châu hồng mỹ nhân. Và đai châu này là một trong những cái dòng hoa có mặt bông đẹp, không có nhiều ở trên thị trường. Và là cái dòng đai châu VIP của gia đình em Thảo. Cũng giống như phi điệp đúng không ạ, có kỳ chỉ có 50.000 thôi. Nhưng mà cũng có kỳ lên đến vài triệu một centi đúng không ạ. Ví dụ như là những cái cây phi điệp có giá ở trên thị trường như là năm cánh trắng Phú Thọ, hồng xòe hoặc là gái nhảy đúng không ạ. Vài triệu trên 1 centi. Tại vì là một trong những cái dòng hoa có mặt bông đẹp đúng không ạ? Và cây đai châu này cũng vậy. Đây là hàng VIP của gia đình em Thảo. Đó, mỗi một cây gồm khoảng tầm 10 lá. Đấy, cây của nó là hàng cây lá xếp, lá ngắn, xếp dù dịt luôn nhá. Nên là cây của nó sẽ không phải là to bự luôn ạ. Ở nhà biết rồi ạ, đai châu mà lá nó càng ngắn thì nó là càng là cái dòng hoa có giá trị đúng không ạ? Đấy, em hiện tại thì em cũng không còn nhiều cây rồi. Em chỉ còn có, đâu xem ta, 5 cây thôi này. Đó, bình thường em bán giá là 380.000 được không ạ? Ngày hôm nay em bán với giá cực kỳ mềm luôn. Đó, em bán là 350.000 cho anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này. Có mặt bông rất là xinh tươi. Đó, rất đẹp luôn. Và như cả nhà đang nhìn ở trên này đây chính là dáng hương đuôi cáo. Hoa nở từ tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Và là một trong những cái dòng hoa có thể nói là có hoa có màu thơm, dài, thòng xuống giống như cái đuôi con cáo đúng không ạ? Nên là gọi là dáng hương đuôi cáo. Và là một trong những cái dòng hoa rất được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và vì là ở trên Lạng Sơn em mấy bữa nay trời cứ mưa, buổi tối có thể mưa, ban ngày cũng có thể mưa và mưa bất chợt lúc nào, nên gia đình em phải cất vào trong nhà để sao ạ? Để cho cây của mình được đảm bảo khi mà em gửi cho cả nhà. Và mỗi một chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 cây. Đó, 3 cây nhá. Và cả nhà biết không ạ? Đây là còn nguyên lá gốc này. Đây là hàng rừng thuần. Và như cả nhà nhìn này. Đấy, rất là cứng. Lá của nó cứng nhá. Thẳng lên luôn. Cái dáng cáo này thì rất nhiều cô chú anh chị thích nhá. Đó. Em bán mỗi một chậu bình thường đúng không ạ? 320 cho đến 350 một chậu đúng không ạ? Tuy nhiên rằng ngày hôm nay em chỉ bán 300.000 một chậu thôi. Số lượng em chỉ còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây thôi. Đấy. Là hết luôn. Đó. Em bán với giá là 300.000 một chậu. 4 cm này. Toàn từ 3 cho đến 4 cm thôi đấy. Cái lá của nó rất đẹp luôn này. Đó. Nên là anh chị em nào mến cái dòng hoa này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Và tiếp theo đây chính là hạc vĩ lá biên của gia đình em Thảo. Hay gọi là hạc vĩ lá biên này. Như cả nhà đang nhìn này. Đó là một trong những cái dòng hoa lá biên phát tài và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp luôn. Và ngày hôm nay như hôm qua thì em còn quay còn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay hiện tại gia đình em còn có một chút ít thôi. Nên là em sẽ thanh lý là 3 cốc này, 3 cốc này với giá rất là mềm luôn ạ. Mua 3 cốc này giá 200.000 thôi. Đó, hiện tại thì em chỉ còn có này. Bình thường là 2 cốc là 200 đúng không ạ? Hôm nay em bán 3 cốc 200.
thì sẽ còn khoảng 1 này, 2, 3, 4. Còn chuyển khoản được cho 5 anh chị em nữa thôi là em hết hàng rồi. Và hạt vị lá biên này là hàng ươm ki. Và nó là hàng lá biên phát tài. Được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Nên là hàng cây nó vừa mới lớn thôi là đã xuất hết rồi. Đó, như cả nhà đang nhìn này, mỗi một chậu gồm từ 2 cho đến 3 ki. Chủ yếu là 2 ki nhá. Cây rất là đẹp. Đó, cây của nó cũng không cao đâu. Cây khoảng từ 2 cho đến 8cm thôi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Đẹp lắm, lá biên phát tài nhá. Và cái dòng hoa này thì có mặt bông cũng cực kỳ là xinh, cây rất là khỏe, hàng đi thân. Đó là đặc biệt được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Em bán là 200.000 được 3 chậu. Và em Thảo còn có 3 cây chồn bạch tuyết đúng không ạ? 3 cây chồn bạch tuyết này dành phần cho một cô chú, nhưng mà bây giờ hiện tại em Thảo không thể tìm ra được số điện thoại người đấy nữa. Nên là em Thảo sẽ bán thanh lý với giá là 500.000 được 3 cây. Bình thường em Thảo bán là 190.000 một cây đúng không ạ? 5 cây, 3 cây này là và rơi vào là 500 hơn rồi, 560 hay 570 gì đó em Thảo không nhớ nữa. Thì ngày hôm nay này em bán chỉ còn có 500.000 được 3 cây thôi. Chồn bạch tuyết rất là xinh xắn, dễ thương. Đấy, hoa trắng tinh luôn. Và đây là gồm có 2 cây hoàng thảo đơn cam của gia đình em Thảo này. Hôm nay em lựa ra để cho khách, nhưng mà khách họ vẫn chưa đến lấy nên là em sẽ thanh lý nhá. Em chỉ còn có 2 cây hoàng thảo đơn cam duy nhất thôi ạ. Hôm qua cả nhà còn nhìn thấy có rất nhiều, nhưng mà em đã bán đi hết rồi. Còn có 2 cây em lựa ra cho khách, bởi vì khách có thích nụ nên em lựa ra cho khách như này. Đó, em bán, bình thường em bán là 430.000 một chậu đúng không ạ? Hôm nay em thanh lý là 700.000 2 chậu này, tức là chỉ có 350.000 thôi. Cây nó đã thắt ngọn nhé cả nhà nhá. Nó đã thắt ngọn rồi. Đây này. Đó, cây có hoa này, rất đẹp. Vì chúng ta có thể xem hoa luôn nhá. Hoa của nó là màu vàng đúng không ạ? Hoàng thảo đơn cam. Hiện tại thì em Thảo này không để không có chụp ảnh lại. Và đây chính là vật tư của gia đình em Thảo này. Đó, và trong quá trình bán lan thì rất nhiều cô chú anh chị hỏi đến cái kích rễ Thái này. Đó, và là một trong những dòng kích rễ rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến. Đó, mỗi một lọ kích rễ này bình thường em bán là 90.000 một lọ. Ngày hôm nay em bán giảm giá xuống chỉ còn có 70.000 một lọ thôi. Anh chị em nào mà yêu mến cái này có thể là sưu tập, có thể là mua về để chúng ta pha. Đó, 1 đến 2 giọt cho 3 lít nước cả nhà nhé. Đó, pha cái này rất là thích. Kích rễ ầm luôn. Và hàng rất là tốt ạ. Đó, anh chỉ còn có khoảng tầm 50 chậu nữa, 50 lọ nữa là em hết hàng kìa. Đó, hôm nay em bán giảm giá rất là tốt luôn. Giá rất là mềm. Và đây chính là B1 của gia đình em Thảo này. B1 lọ 100ml là em bán với giá là 40.000 này. Kích rễ của Mỹ Riot 50.000 này. Đó, kích rễ của này. Và ngày hôm nay anh chị em nào mà muốn mua hàng ấy thì em sẽ tặng cho cả nhà về cái Artisoc này để chống sốc cho cây. Đó, Artisoc này là một trong những cái dòng thuốc để tăng sức đề kháng cho cây, để cho cây có thể là khỏe mạnh hơn, để cây không bị sốc với môi trường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa chuyển chậu xong thì chúng ta nên phun Artisoc này để cây của mình được khỏe mạnh và tăng sức đề kháng hơn. Đó, em chỉ còn có mấy lọ thôi. Đấy, chỉ trong này khi nào em tặng hết rồi thì em sẽ thôi, em không ngừng tặng nữa nhá. Đó, và đây là kích rễ đài, em bán là 80.000 này. Bả sen, anh chị em nào mà trồng cây hoa mà chúng ta trồng ngồi ấy thì chúng ta có thể mua về chúng ta rắc, chúng ta bẫy sen, được không ạ? Đó, em bán là 35.000. Đây là loại rắc và không hề ảnh hưởng đến cây nhá. Và anh chị em nào đang trồng cây mà muốn đi lá thật là khỏe đúng không ạ? Muốn lá sum suê, xanh tươi thì chúng ta sử dụng thuốc tăng trưởng lá. Tăng trưởng lá này em bán 40.000 một lọ. Đó, 40.000 một lọ nhé. Nano bạc gia đình em đây chính là hai cái dòng hoa để đặc trị vi khuẩn, chống thối nhũn. Đó, cái dòng này nếu mà chúng ta ở mức độ nhẹ thì chúng ta sử dụng nano bạc. Và riêng đối với nano bạc thì nó rất là an toàn cho sức khỏe và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Còn cái nếu mà chúng ta đã bị nấm thì chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn này. Đó, đặc trị vi khuẩn này em bán với giá là 35.000. Còn nano bạc thì em bán 40.000 nhá. Và dây buộc lan chuyên dụng này. Đó, ở bên trong này, cái dây này là bên trong nó là thép này. Và được bọc ở ngoài là nhựa nên là chúng ta cắt rất là dễ, chúng ta buộc rất là dễ. Và đây này, khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sử dụng cái gói đặc biệt để chúng ta trị nấm
Đó, cái dòng này trị nấm thì là cái bọ nào nấm ấy nhiều ấy chúng ta phun luôn. Đó, đây, một cái gói này chúng ta khoảng 16 đến 30 lít nước. Chúng ta có thể sử dụng đặc trị vi khuẩn cũng được hoặc là sử dụng hiệu đặc biệt này cũng được. Đó. Và đây là gói phân tan chậm 14, 13, 13, hàng của Nhật, hàng cao cấp đấy ạ. Và đây là phân tan chậm trong vòng 6 tháng. Một gói này em bán 75.000. Đó. Em cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ Giáp Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Và anh chị em mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của em Thảo thì hãy nhớ là đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký, hiện lên cái chuông thông báo. Anh chị em ấn vào chuông thông báo nữa thôi là sẽ nhận được những video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và anh chị em đừng quên là hãy kết bạn Zalo với em Thảo theo số điện thoại. Cái số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề thì đều gặp em đấy đấy ạ. Đó, và bây giờ thì em xin cảm ơn cả gia đình mình một lần nữa. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo ạ.